Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội chợ đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam VIFA Expo 2016 vừa được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn. Đây là lần thứ 9 được tổ chức với trên 1.234 gian hàng của 253 doanh nghiệp, tăng 42% so với Hội chợ Triển lãm lần trước. Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 77%, còn lại có 58 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) cho biết, trong năm 2016, ngành gỗ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh do thị trường tiêu thụ hàng hóa được mở rộng nhờ tác động của các hiệp định thương mại tự do được ký kết. Đồng thời, Việt Nam có nhiều lợi thế về giá nhân công. Các doanh nghiệp gỗ cũng đã sẵn sàng với các yêu cầu khắt khe về nguồn gốc xuất xứ của thị trường Mỹ và châu Âu. Cơ hội thị trường xuất khẩu được rộng mở, cho nên các doanh nghiệp tham gia trong cái VIFA Expo tăng lên 25%. Và năm nay cái vấn đề tuyên truyền quảng bá cho tất cả các hội chợ thì chúng tôi lại tăng cường công tác tuyên truyền sang những cái thị trường mới châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trong năm 2015, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 6,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,74% so với năm 2014. Hiện Việt Nam là một trong 6 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới. Năm 2016, mục tiêu mà Bộ Công Thương đặt ra đối với ngành gỗ xuất khẩu là 7,6 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được con số này, điều đáng lo là làm sao để doanh nghiệp ngành gỗ đổi mới công nghệ và thâm nhập các thị trường lớn. Theo đánh giá chung, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam hiện rất yếu về mặt thiết kế sáng tạo. Có tới 70% các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam làm gia công, sản xuất theo mẫu thiết kế của khách hàng. Số doanh nghiệp tự mình thiết kế sáng tạo ra các mẫu mã mới để quảng bá chào hàng bán còn ít. Điều này khiến doanh nghiệp khó cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy vậy, dù lần đầu tham gia hội chợ, nhưng ông Lê Thiện Tâm, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Libemark, Thành phố Hồ Chí Minh đã có niềm tin hội chợ này sẽ tạo điều kiện mở ra hướng làm ăn mới cho doanh nghiệp. Lần đầu tiên tham gia cái hội chợ VIFA Expo, tại vì thông qua một số đồng nghiệp anh em trong nghề thì nghiên cứu về cái thị hiếu, ví dụ như cái bộ sofa mình đang ngồi là dành cho thị trường Nhật, tại vì nó có thể tháo rời ra ráp lại thành một cái khối vuông để người ta dễ vận chuyển, dễ lưu trữ. Dạ, thì thị trường nội địa thì kinh doanh tốt, bây giờ muốn mở rộng sang thị trường những cái nước lớn hơn như là EU, dạ, hoặc là Mỹ hay là Nhật. Trong khi đó, ông Vũ Văn Ảnh, chủ doanh nghiệp mỹ nghệ Vân Anh, tỉnh Hải Dương cho biết đã tham gia cả 9 lần hội chợ và mỗi lần tham gia hội chợ VIFA Expo là một lần doanh nghiệp có thêm hợp đồng, có việc làm cho người lao động. Qua những cái lần hội chợ như thế này thì gần như năm nào cũng có thêm được một hoặc hai khách hàng. Thế mà cái doanh thu hàng năm thì cũng đều tăng dần. Hàng Blender này thì chủ yếu là đi Đức, đi Bỉ và bây giờ mới một vài năm nay đi được vào thị trường Dubai. Đấy là một thị trường tương đối tốt. Thế mà ngoài ra còn đi Mỹ mà thôi ạ. Cũng tại lễ khai mạc hội chợ VIFA Expo 2016, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi thiết kế mẫu cho hàng nội ngoại thất bằng gỗ, giải Hoa Mai 2015-2016. Có 8 tác phẩm đoạt giải được vinh danh trong đợt này.